bây giờ là 2 giờ chiều ngày 4 tháng 1 năm 2019. Và hiện tại chúng tôi đang phun sơn hoàn thiện cho một vị khách hàng ở Hạ Hòa một bộ bàn ghế nghê đỉnh cột 14 gồm có 6 món. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện khâu cuối cùng cho anh khách hàng ở Hạ Hòa đây. Đây là chiếc bàn được phun sơn màu. Đây là đoạn dài. Hàng rất to và đẹp. Hai chiếc ghế con đã được phun màu xong rồi. Bộ ghế này được vai được đục chạm mà chương nghê, quách đục tứ linh, long ly phi phụ. Phần yếm là đục hoa lá tây và yếm trước là cong. Chân chạm đầu lân, chân xoáy. Và mẫu này là chỉ có gặp cơ sở chúng tôi có mẫu này thôi. Phần bàn đục chạm rất cầu kỳ đây. Mặt bàn là đục sen cò. Bộ này là 100% là chất liệu gỗ dê gừng. Toàn cảnh trong phòng phun sơn chúng tôi đang hoàn thiện bộ ghế này đây. Đây là chiếc bàn trà. Ai có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình 0987 510 806. Ngoài ra thì chúng tôi còn có rất nhiều sản phẩm khác, như trong này có rất nhiều sập thờ chân 22. Kệ tivi, sập gỗ, hàng rất là nhiều. Đó chỉ. Còn tầm khoảng độ 1 tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán, nên là chúng tôi đang có rất nhiều hàng đang phải hoàn thiện gấp rút đây. Đó. Cười lên gái nào. Lắp mọc các thứ vào. Đây có một mẫu nghê đỉnh cột 14 hình đá đây. Bộ này rất là khủng nhé.
mọi người ai có nhu cầu muốn sắm thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 86, hoặc là truy cập vào website đồngbộ88.com. Mọi người xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.